tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Gatana Kid. Hôm nay lý do vì sao các bạn thấy mình đang cầm trên tay một cái hộp quà như thế này, mình sẽ mở cho các bạn coi. Ta-đăng, trong đây con dê mình sẽ bây giờ mình sẽ đi troll tất cả mọi người. Thì hôm nay là sinh nhật đẹp nhất của cháu mình và bây giờ mình sẽ đi troll lời áo dê dính trên áo và vẫn có mọi người xin như thế nào đi thôi mình thôi. Mà hai ơi, trên lưng mà hai chiếc con dê nè. Con ngồi lôi má ba ơi, dính em còn cái này má ba. Con ngồi đây nè. Ủa dính em còn nữa nè. Nè dính nữa, dính nữa con. Bi ơi, dính con dê nè. Bi ơi, dính con dê nè. Dính con dê nè, Bi ơi. Bi ơi, dính con dê nè. Bi đen nè. Dạng ơi, Dạng ơi, Dạng ơi, dính con dê nè. Dính con dê cho đây nè. Đó, dính con dê nè. Dính con dê cho đây nè. Dính con dê nè. Bà ơi, dính trên dê da bà con đấy nè bà ơi. Dính trên dê bà con đấy nè bà. Dê nè. Rất là mất cười luôn. Nhưng mà hơi ngồi một tí là tại vì bây giờ đám thôi, đám đại hán của cháu mình rồi nên bây giờ mình phải đi dự thôi. Và cái này mình sẽ cho em mình. Đây là bây giờ video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe nha. Giỡn gì quá hồi luôn. Bye bye.